Sau một phiên no Demon 3, thị trường ta có xu hướng là về mặt là chững lại về chỉ số và có xu hướng tái tích lũy trở lại quanh vùng 1.200 x, với cái yếu tố về mặt là điều chỉnh giảm đâu đó khoảng 1.66 điểm, giảm đâu đóng cửa 1.241.48. Tuy nhiên các cổ phiếu nó đều có những cái hoạt động riêng, ví dụ như anh thấy thị trường giảm có rất nhiều nhóm vẫn tăng. Anh chị thấy Nam Kim tăng nè, Hoa Sen tăng nè, Hoa Phát tăng đúng không? Ta thấy nhóm xuất khẩu như là German Dep là HAH tăng nè, hoặc là những thông tin như là nhóm phân đạm, khi mà Trung Quốc nó có thông tin là cấm xuất khẩu thì nhóm phân đạm bật tăng. Vì thế là trong những cái giai đoạn này của thị trường thì quan điểm của mình thì anh chị nó sẽ có một số cái chúng ta lưu ý về cách đi vốn là một, cái thứ hai nữa là mình sẽ tóm tắt nhanh về những cái hành động cho anh chị nhà đầu tư trong cái phiên vừa rồi cũng như là những cái phiên sắp tới thì chúng ta cần phải lưu ý những gì, tham gia những mã cổ phiếu nào và những mã cổ phiếu nào là những mã cổ phiếu nó còn pin cho anh chị nhà đầu tư chơi, cũng như là những cái nhịp như thế này thì chúng ta cần phải phân bổ tỷ trọng ra sao và cái style cũng như là cái khẩu vị của anh chị trong giai đoạn này nên hành xử như thế nào thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích trong video ngày hôm nay ha. Anh chị có thể thấy thì cái phiên vừa rồi khủng hoảng người ta bán ròng 358 tỷ, tự doanh thì người ta mua ròng 385 tỷ. Thế thì đối với những cái hoạt động này chúng ta cần phải lưu ý những gì và những gì anh chị cần phải quan tâm thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta đi phân tích về VN Index của ta một chút. Chúng ta sẽ thấy thị trường chúng ta sau khi xuất hiện no Demon 3 thì nó có xu hướng yếu đi và đà tăng về chỉ số thì làm cho thị trường chúng ta có yếu tố chững lại một phiên. Thì thông thường chững lại một phiên như thế này bình thường nó tích lũy lại, nó tăng hoặc là nó tăng tiếp đều không có ý nghĩa gì đó quá nhiều, vì bản chất của nó vẫn không thể thay đổi xu thế tăng. Vậy anh chị cũng cần phải lưu ý một số cái điểm như thế, chỉ là nó đang xuất hiện các tín hiệu cho cái việc thị trường chúng ta có xu hướng điều chỉnh. Tuy nhiên và quan điểm của mình thì đối với cái phiên mà thứ sáu á, nó rất là tâm lý giữa cái việc mà cuối tuần và cái yếu tố vận động xong một cái phiên chỉnh để làm cho thị trường chúng ta có yếu tố sụt giảm một chút. Điều này không phải là cái yếu tố vấn đề bởi vì thanh khoản của thị trường mình đánh giá vẫn cao. Nói chung là khi nào loanh quanh cờ tỷ cổ phiếu thì anh chị cứ thoải mái giao dịch đối với thị trường, còn các cổ phiếu thì nó có những cái bất động riêng. Ví dụ trong cái phiên vừa rồi anh chị thấy cũng có khá nhiều mã cổ phiếu tăng tốt đúng không? Chị thấy Nam Kim tăng nè, anh chị thấy dạ Hòa Phát tăng nè, anh chị thấy cái con Nam Kim là có một phiên no Demon 3 chuẩn nha. Anh chị thấy no Demon 3 trong đà tăng này tăng liên tục, sau đó xuất hiện no Demon 3 nhưng mà nó vẫn tăng. Vì thế cái con này khả năng nó tăng nó lên 24 là bắt đầu nó sẽ tạo vùng cân bằng trên, nên chúng ta lưu ý đây là các vận động của các cổ phiếu chung của thị trường ở thời điểm hiện tại. Nhìn chung là trong cái phiên thứ sáu vừa rồi thị trường giảm nhưng mà các mã cổ phiếu vẫn có sự phân hóa riêng, nên chúng ta có thể cân nhắc ví dụ Hòa Phát nè, thí dụ giờ chúng ta có Hoa Sen này, thì đây là các cổ phiếu tăng khá tốt trong cái phiên vừa rồi, hoặc là nhóm phân đạm đạm Phú Mỹ đạm Cà Mau tăng như thế này mình nó thật chả ai biết mua đâu. Vì sao? Nó ra cái thông tin ví dụ như nó đang điều chỉnh như thế này bình thường, thông thường nó sẽ phải tích lũy lại quanh vùng 32 trước khi nó bước tiếp, mà khi mà có những cái thông tin như cấm xuất khẩu phân ở bên Trung Quốc thì làm cho cái nhóm phân đạm bứt phá đi lên, đây cũng là một trong những cái tín hiệu tốt cho cái yếu tố vận động của thị trường ở thời điểm hiện tại. Hoặc là nhóm khu nghiệp anh chị thấy KBC tăng nè, chúng ta có VR tăng nè, chúng ta có VGC tăng nè, các cổ phiếu này vẫn có những cái vận động riêng của nó. Hoặc là trong cái phiên vừa rồi chỉ có một số nhóm như VIX giảm nè, đè thì chỉ số thị trường xuống, lại có Vinhome nè, hoặc là chúng ta có gì chúng ta một số cổ phiếu ngân hàng là có yếu tố điều chỉnh, đó là cái yếu tố vận động bình thường của thị trường ở thời điểm hiện tại. Và đó là cái yếu tố vận động chung của thị trường vào cái phiên thứ sáu vừa rồi. Thì đối với cái phiên thứ sáu vừa rồi nó cũng không phải là quá quan trọng, nên anh chị nhà đầu tư chúng ta có cổ phiếu anh chị cứ giao dịch trên các yếu tố về mặt là vận động cổ phiếu mà anh chị đang có thì mình đánh giá nó tốt hơn là cái việc mà chúng ta đánh giá vào cái yếu tố thị trường chung sau đó chúng ta giao dịch. Còn cái việc mà thị trường ta cân bằng trở lại quanh cái vùng này nó cũng là bình thường. Target ngắn hạn của mình trong giai đoạn này, một cũng phải lên được 1.260, hai là mạnh hơn thì nó sẽ lên đâu đó khoảng 1.280, 1.300, với những cái thông tin rất là ok. Ví dụ như hôm nay là Mr. Biden qua Việt Nam đúng không, có 2 ngày thăm là ngày hôm nay và ngày mai, thì mình kỳ vọng nó sẽ có rất là nhiều cái yếu tố và mặt khởi sắc cho các cổ phiếu cũng như là dư địa cơ hội doanh nghiệp cho những doanh nghiệp Việt Nam người ta tiếp cận với những cái phái đoàn đi theo Mr. Biden để có những cái hợp đồng cam kết lớn cũng như là chất xúc tác cho thị trường ở thời điểm hiện tại. Cái thứ hai là về mặt vĩ mô cũng như là các chính sách điều hành của dòng tiền ở lúc này, thì anh chị thấy có một cái bệnh mà ngân hàng Việt Nam cũng như là thương mại cổ phần ở thời điểm hiện tại đang vướng, đó là đang bị bệnh thừa tiền. Thừa tiền như thế này chỉ bơm tiền ra đánh chứng chứ làm gì đâu anh chị nhà đầu tư. Bây giờ bất động sản thì nhìn chung tháo gỡ cho nó vẫn khó khăn mà. Vì thế chúng ta cần phải lưu ý đó là các số cái yếu tố dòng tiền. Thì cái quan điểm của mình là trong giai đoạn này thanh khoản thị trường vẫn cao, nói chung là loanh quanh tỷ cổ phiếu là anh chị có thể giao dịch thoải mái. Khi nào mà thanh khoản đâu đó khoảng còn 7-800 ta bắt đầu có xu hướng là mà hạ dần danh mục theo cái yếu tố về mặt là thanh khoản thị trường sụt giảm, chúng ta phải sụt giảm theo. Còn nếu mà duy trì cao thì anh chị vẫn duy trì tỷ trọng danh mục cao, mình đánh giá đó sẽ là ok. Cả thêm một cái yếu tố nữa là Nam cũng nói với anh chị nhà đầu tư, đó là về cái tiêu chí tham gia cũng như là tiêu chí đầu tư của hệ thống ở thời điểm hiện tại, đó là mình tập trung khá nhiều về cái yếu tố vận động của nhóm cổ phiếu banh này, trứng này, thép này,
còn banh, chứng thép và dầu khí. Còn các cổ phiếu khác thì năm nay giá nó vẫn tăng, nhưng mà quan điểm mình thì mình sẽ tập trung cho nhóm thép ở thời điểm hiện tại, bởi có khá nhiều câu chuyện của cái nhóm này ở trong những cái thời điểm quý 3 và quý 4, và chút nữa thì mình sẽ đi phân tích kỹ nhóm này cho anh chị nhà đầu tư sau. Còn bây giờ anh em sẽ nói về một số cái yếu tố rủi ro trước, trước khi chúng ta đi phân tích vào các mã cổ phiếu trên thị trường cũng như là yếu tố những cổ phiếu tiềm năng trong cái tuần sau và những cái điểm mua như thế nào, hay là cái hành xử, cái hành động của anh chị ra sao trong tuần sau. Đầu tiên á, về cái yếu tố vận động thị trường thì không có gì gọi là mới mẻ về mặt chỉ số, nên chúng ta bỏ qua cái yếu tố vận động chung của thị trường. Cái thứ hai nữa là trong giai đoạn này anh chị phải thấy là thị trường chúng ta có một cái rủi ro đối với những cái mã cổ phiếu mà nó thứ nhất là bị dính vào trái phiếu, thứ hai là về mặt là bị ảnh hưởng bởi các cái việc kinh doanh, thứ ba là nó dính vào một số cái tiêu chí của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dẫn đến nó có khả năng bị hủy niêm yết hoặc là bị đình chỉ giao dịch. Thì lúc này Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong cái phiên thứ sáu vừa rồi đã ra những cái thông tin một số mã cổ phiếu sẽ bị đình chỉ giao dịch, ví dụ như con HBX. HBX đang giao dịch bình thường giờ hủy, tức là tất cả những cổ đông trong giai đoạn này khả năng rất cao họ sẽ không bán được cổ phiếu và coi như là phải tìm một cái người nào đó mua ở dưới sàn, tức là không được giao dịch trên sàn chứng khoán nữa mà phải giao dịch dưới. Chúng ta có IBC nè, Abac Holding nè, đó không, đang giao dịch bình thường, bây giờ tất cả những ai cầm cổ phiếu nó là kẹp hết, mà bây giờ muốn bán được cổ phiếu là phải tìm được cái người mua, mà cái người đó chúng ta phải thỏa thuận bên ngoài chứ chúng ta không thể giao dịch trên sàn được. Vì thế anh chị chúng ta lưu ý là có thêm hai ba con nữa, mình không nhớ là con nào, nhưng hai con này là tương đối là mà mình nhớ ra, nên chúng ta lưu ý là trong một số cái bối cảnh của các cổ phiếu ở thời điểm hiện tại khi yếu tố cơ bản nó không đủ tốt, thì hoặc là nó dính tới trái phiếu, hoặc là khả năng vận hành liên tục, hoặc là khả năng doanh nghiệp có xu hướng là bị phá sản hay như thế nào đó, thì anh chị phải nghiên cứu các cơ bản của doanh nghiệp trước khi nó ra những cái thông tin như thế này để tránh trường hợp chúng ta bị kẹt. Bởi vì anh chị phải hình dung như thế này là tiền anh chị bỏ vào cổ phiếu anh chị nghĩ là chúng ta có thể ra được, nhưng mà chỉ cần ra những cái thông tin bất ngờ như thế là chúng ta sẽ không thể biết được mà để chúng ta ra trước, nên chúng ta cần phải cân nhắc rất nhiều đối với những cái yếu tố vận động như thế này của các mã cổ phiếu mà cái yếu tố cơ bản kém. Ví dụ như những cái mã cổ phiếu mà mình đánh giá yếu tố cơ bản nó không được cao, ví dụ như Novaland ở thời điểm hiện tại nó chỉ là tiềm năng trong giai đoạn sắp tới nó được gỡ, nhưng ở thời điểm hiện tại cái yếu tố về mặt là kiểm toán, là dính dáng tới trái phiếu, hoặc là dính dáng tới yếu tố vay nợ, thì chúng ta cần phải lưu ý rất kỹ những cái vấn đề này. Mình không nói những con này có khả năng bị đình chỉ hay không, bởi vì cái đó chúng ta không biết, nhưng mà anh chị phải nghiên cứu cơ bản doanh nghiệp để đầu tiên là gì, để chúng ta có một cái yếu tố vững vàng trong cái tiền của chúng ta, tiền của anh chị là anh chị phải giữ được, tránh trường hợp là anh chị đánh vào mà xui rủi mà Ủy ban Nhà nước người ta kiểm tra, người ta thấy con này không đủ khả năng giao dịch, không đủ khả năng vận hành, không đủ khả năng tiếp tục, thì bắt đầu người ta đình chỉ là anh chị sẽ mất trắng. Ví dụ BDR như thế. Vì thế những cổ phiếu này mình không nghiên cứu cơ bản của nó quá sâu, nhưng mà có một cái anh chị cần phải lưu ý, những con này dính dáng vào trái phiếu rất là nhiều, hoặc là cái yếu tố về mặt vận hành của nó ra sao thì anh chị phải nghiên cứu kỹ. Còn mình thì mình không mua, mình cũng không chiêm lợi cổ phiếu, nhưng mà mình cân nhắc với anh chị nhà đầu tư chúng ta đang tham gia những cổ phiếu này thì luôn luôn phải lưu ý về cái yếu tố cơ bản của đó. Đó là lý do vì sao khi mình tham gia thị trường mình luôn luôn đặt tiền của mình và khách hàng của mình vào những cái mã cổ phiếu, thứ nhất là cổ phiếu và lớn, thứ hai là có tiềm năng, thứ ba là gì, cả thứ ba là yếu tố cơ bản nó phải cao, thứ tư thanh khoản của nó phải tốt, tránh trường hợp dính như HBX anh chị đâu, dính tới trái phiếu, dính tới này kia, bây giờ nó đình chỉ giao dịch, cái là những nhà đầu tư bị kẹp ngay. Và tiền của mình thì chắc chắn có thể những con này anh chị mua có thể ăn nhanh, vì nó tạo ra biên độ này anh chị sẽ tăng như từ 4 lên trên này là gần cả 100%. Có thể tiền của mình không đầu tư ăn nhiều, nhưng mà sẽ đảm bảo mức độ an toàn cho anh, cho mình và cho anh chị nhà đầu tư mình, tránh trường hợp cái yếu tố mất trắng. Nên chúng ta lưu ý nha, vì thế những cái mã cổ phiếu mà dính dáng tới trái phiếu anh chị phải có yếu tố nghiên cứu cơ bản của nó thật là tốt trước khi nó xuất hiện những cái thông tin giống như những cái mã như thế này. Vì thế là quan điểm của mình thì có Nova nè, BDR nè, anh chị nghiên cứu kỹ đi vốn như thế nào sao cho nó phù hợp. Còn đối với những cái vận động này bỏ qua cái yếu tố về mặt là cơ bản đi, thì những con này dòng tiền và xu hướng lên của nó vẫn đang rất tốt, chưa có vấn đề gì cả. Nhưng mà phải lưu ý những cái mà nãy giờ mình chia sẻ với anh chị nhà đầu tư, tránh trường hợp mà chúng ta bất khả kháng như con HBX và con IBC. HBX này, IBC này đang giao dịch bình thường giờ tự nhiên không, đình chỉ giao dịch cả là cầm luôn, chứ bây giờ đâu có thoát ra đi ra đi vào được. Vì thế phải nghiên cứu kỹ những một số cái yếu tố đó nha. Còn các cổ phiếu trên thị trường thì những cái con nào tốt thì nó vẫn có những thanh khoản và vận động riêng. Vì thế là quan điểm của mình là từ xưa như là mình hay đánh những cổ phiếu lớn, cổ phiếu blue chip, mình ít khi đánh penny lắm, gần như là không luôn, hoặc là lâu lâu có một hai mã nào đó được. Thì khuyến nghị cho anh chị mà gần như chắc một năm mình khuyến nghị một con penny một lần, hoặc là thí dụ như những cái năm vừa rồi là không khuyến nghị penny luôn, vì quan điểm mình là tiền của mình không thích đánh những cái con ăn nhiều nhưng mà tỷ lệ rủi ro nó cao. Mình đánh những cái con to, mình đánh giá là mình ăn được nó là được, chứ mình không có nhu cầu ăn tham nó nhân đôi nhân ba đối với những cái mẻ Benny. Nên anh chị phải lưu ý đó là khẩu vị của mình. Thứ nhất là mình đã từng trải qua những con sóng chết vì Benny, không bao giờ đánh Benny gần như tiền của mình. Thứ hai là khi mà mình mua một số mã cổ phiếu, mình mua ít quá mình cũng không mua được,
À, ví dụ như những cái con mà thanh khoản thấp á, thanh khoản nó cao mà giá nó thấp á, một lần mua khoảng 1 triệu, 2 triệu cổ phiếu đi, thì nói chung là nhìn á thì nhiều số thế thôi, nhưng mà mình để nhiều tiền vào đó quá thì nó lại cũng rất là rủi ro. Nên thông thường cổ phiếu penny hay là những cổ phiếu nhỏ thì mình ít khi để ý, hoặc là mình ít khi đánh. Mình tập trung đánh vào những cổ phiếu, thứ nhất là chất lượng, thứ hai là tỷ lệ margin cao, thứ ba là gì, thứ ba là yếu tố cơ bản lớn, tư là thanh khoản nó phải nhiều. Thanh khoản 5 7 triệu cổ phiếu, 10 triệu cổ phiếu ngày là rất thích đánh, có thể là nó ăn chậm một chút nhưng mà mình mua nó rất là thoải mái và tâm lý của mình nó không bị dao động nhiều. Có thể là nó không ăn nhiều nhưng mình có thể là mình sẽ an toàn đối với những mã cổ phiếu đó. Ví dụ như Hòa Phát đi chẳng hạn, dù con này mua 500-300 ngàn nó thoải mái, nó không phải là cái yếu tố về mặt là mình lo ngại về thanh khoản hay là lo ngại về cơ bản. Nên chúng ta lưu ý một số cái điểm như thế đối với cái yếu tố khẩu vị đầu tư cũng như là cách vận hành của hệ thống bên mình ở thời điểm hiện tại, anh chị chúng ta cân nhắc nha. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đi điểm qua một số các hành động ở trong nhóm trong cái phiên vừa rồi. Thứ nhất là mình nói là thị trường phiên vừa qua xuất hiện một cái thay máu trong nhịp tăng. Sở dĩ cái thay máu này xuất hiện khi thị trường ta vượt đỉnh và cả áp lực chốt lời nó xuất hiện. Nhà đầu tư cầm lời ngắn hạn đã chốt thì đã chốt, nhà đầu tư muốn vào nhịp sau thì người ta cũng đã vào. Đối với cái phiên này anh chị phải lưu ý trong cái yếu tố kỹ thuật, người ta gọi là no demand buy trong đà tăng, như video trước mình có nói. Đối với thanh ba này gần như tín hiệu đầu tiên báo hiệu cho việc thị trường ta sẽ yếu đi trong đà tăng trong xuyên suốt nhịp tăng vừa rồi, và tuy nhiên nó sẽ không phá vỡ xu thế tăng của cái nhịp này, và đà tăng sẽ yếu đi và dự kiến nó sẽ sớm tạo ra cái điểm cân bằng trên. Nếu mà tăng mạnh thì sẽ sớm có những phiên rất mạnh, còn không nó sẽ lình xình và bò dần đi lên. Chúng ta lưu ý nha, nhìn chung đối phiên như này là cùng lắm thị trường nó sẽ chạm 1.280, 1.300 nó sẽ tạo ra biên trên, còn nó yếu hơn nó sẽ quanh 1.260. Với số lượng này thì hệ thống dự kiến sẽ hạn chế mua mới và chủ động chờ bán cổ phiếu trong các phiên chơi để mình hạ thị trọng danh mục đối với những mã cổ phiếu mình đánh tới cộng. Còn đối với những mã cổ phiếu mình đánh dài trận thì mình cứ để đó. Ví dụ anh chị nhìn Zalando này, mình cầm dài trận, cầm vài tuần nay mình có bán đâu, kệ đó. Ví dụ FPT mình cầm này, kể cả nó chỉnh một hai phiên như thế nào không phải là vấn đề. Trên trăm mình cũng không bán, 97 mình cũng không bán, cứ kệ để đó, bởi vì giá vốn mua rất tốt. Và những cổ phiếu nó vào trên tăng mình cứ cầm thôi, hoặc là BVS nè. Mình cầm không bao giờ tư vấn những mã cổ phiếu này giao dịch, bởi vì thứ nhất nó chưa đặt target, thứ hai là dòng tiền thông minh nó chưa ra. Cái việc của mình là chia tỷ trọng ra và cầm nó, không giao dịch đối với những mã cổ phiếu này. Hoặc là anh chị BR nè, xung lực đang lên tốt nè anh chị thấy không, trong quá trình nó đi lên nè, xuất hiện một cây no demand ba xong nó lại đi lên tiếp. Vì thế là mai mốt anh chị thấy một cái đà tăng nào á xuất hiện một cây no demand ba thì anh chị cứ yên tâm, không phải lo lắng về cái việc cổ phiếu nó đứt và cái đà tăng, mà nó sẽ cho anh chị biết là con này nó lên khoảng 1 tới 3 cây nữa là nó sẽ yếu, hoặc là nó tăng từ cái nền giá này đi lên khoảng 15% nữa nó sẽ yếu, mà yếu thì nó sẽ tạo cân bằng, hoặc là nó anh chị phải tưởng tượng cái việc là nó sẽ chỉnh lại ở một cái vùng biên nào đó, chứ nó sẽ không thể tăng tiếp một lèo lên trên cái vùng giá 26 được, mà nó đâu đó sẽ lên được vùng giá khoảng 235 hoặc là 24 thì nó sẽ chỉnh lại, mà chỉnh lại đó là nó tạo ra cái điểm cân bằng này, nó thu hút dòng tiền mới trong giai đoạn sau và nó sẽ xem xét điều kiện thị trường tại thời điểm đó. Ví dụ tại thời điểm đó điều kiện thị trường tốt nó sẽ đánh lên tiếp, điều kiện thị trường xấu thì nó sẽ điều chỉnh đi xuống, bởi vì nó đã phát đi tín hiệu yếu đi trong đà tăng rồi. Nên chúng ta phải lưu ý, ví dụ Nam Kim nè, con này tiềm năng trong giai đoạn sắp tới cũng rất nhiều đó. Ok anh chị thấy là trong giai đoạn này gần như mình không đánh trong sóng thép, trong khoảng tháng 7 đến tháng 8 mình không đánh, dưới đây mình đánh nè, mà có đánh từ dưới đi lên một nhịp nè, nhưng mà từ tháng 7 đến 9 là mình không đánh sóng thép. Nhưng mà trong giai đoạn này anh chị phải lưu ý cái sóng thép ở trong giai đoạn này giúp mình, và đây cũng là một trong những cổ phiếu mà nó đặt ra cái tiêu chí cho anh chị nhà đầu tư lưu ý nha. Một á là anh chị hình dung nha, những cái mã cổ phiếu á mà nó vào được cái trận như thế này nè, là anh chị phải có một mã cổ phiếu thép trong tài khoản, mà một mã cổ phiếu thép á, có thể là Hoa Sen, là Nam Kim, hoặc là Phát, con nào cũng được. Mình thì mình chọn cho khách hàng mình con Nam Kim. Thứ nhất á, là nó là vì cái đặc tính đối với nhóm thép thì quan điểm mình là coi xưa giờ thì lúc nào Hòa Phát nó sẽ chạy chậm hơn Hoa Sen và Nam Kim. Hoa Sen và Nam Kim thì nó sẽ luân phiên sau nó chạy. Thứ hai nữa là anh chị ta trong một cái nhịp mà thanh khoản của cổ phiếu bắt đầu có yếu tố gia tăng lên, trong cái yếu tố đánh lên, tức là giá tăng, khối lượng tăng cho thấy dòng tiền vào mua mạnh quyết liệt và kéo lên, bứt phá các ngưỡng kháng cự, và đó là một trong những tín hiệu cho anh chị biết là cổ phiếu có xu hướng vào sóng. Cái thứ ba nữa là chúng ta có thể hình dung là đối với những cái mã cổ phiếu dạng như thế này, thì nếu mà anh chị nào chúng ta mạo hiểm chấp nhận rủi ro và ưa thích cái cách đánh mà chúng ta ăn nhanh ra nhanh đó, thì đánh những cái con này là ok nhất. Một là anh chị chúng ta tham gia quanh cái vùng giá dưới 22, target ngắn hạn của nó là 24, dài hơi hơn thì nó lên 24 rồi mình sẽ tính tiếp cho anh chị nhà đầu tư. Và đây là trong một trong những mã cổ phiếu anh chị đánh theo dạng rủi ro, bởi vì tất cả những mã cổ phiếu dạng như thế này nó đều không có điểm mua, mà anh chị phải lưu ý là những cái mã mà nó đang không có điểm mua thì thông thường sẽ là những cổ phiếu chạy mặt. Ví dụ anh chị nhìn FPT này, con này khi nó bứt lên cái cây này nè, nó đều không có điểm mua, nhưng mà anh chị thấy mua trong những cái dịp này hàng về đều có ăn, thì đó là một trong những nghịch lý của các cổ phiếu không tạo ra một số cái nền tích lũy nhưng mà nó vẫn kéo, thì trong quá trình nó kéo thì anh chị cứ mua lấy mua để cũng được.
Tức là làm sao ạ? À? Tức là chúng ta mua theo dạng là chúng ta phải chấp nhận trong đó có một phần cổ phiếu có khả năng là chúng ta đầu tiên phải mua giá cao, hay là chấp nhận cái yếu tố điều chỉnh. Nhưng mà Nam nói nếu mà giả sử như con này nó vào sóng là anh chị đánh đuổi những cái con này anh chị sẽ ăn rất là nhiều. Ví dụ Hòa Phát con này dưới 29 anh chị có thể mua được. Quan điểm mình là dưới 29 con này anh chị vẫn có thể mua. Anh chị có thể mua cao một chút nhưng mà nó không phải là vấn đề. Bởi vì sao? Bởi vì quan điểm của mình con Nam Kim này kéo kiểu như con Hòa Phát nó sẽ kéo tiếp, mà nó kéo con này target đâu đó khoảng giá 3233. Còn về cái yếu tố cơ bản cũng như là cái yếu tố mà là tiềm năng sắp tới của nó là gì? Thứ nhất là đây là mình nói sẽ có tiềm năng nha. Đầu tiên là mình đánh giá là thị trường thép trong quý 3, quý 4 này khả năng là ấm lại rồi theo một số cái nghiên cứu. Cái thứ hai nữa là quan điểm mình thì những cái mã này nó trong giai đoạn vừa rồi nó không tạo sóng, mà những con này Nam nói với anh chị nhà đầu tư tất cả chu kỳ nào nó hút tiền là hút tiền rất là kinh, vì thép mà lúc nào sóng nào nó đánh rất là hay, rất là kinh, đúng không? Thứ ba nữa là sắp tới thí dụ như Mr. Biden qua nó có một số cái thí dụ thông tin là khả năng có những cái thông tin là có ra những cái văn bản là bỏ đi cái chống bán phá giá, đúng không? Thì làm cho những cái doanh nghiệp thép mà xuất khẩu đi nước ngoài nó sẽ rất là ok. Anh chị cứ chờ đợi những tin tức đó có ra hay không. Còn quan điểm của mình là mình nghe phong phanh là có thì anh chị cứ chờ, có thì tốt mà không có thì dòng tiền của cổ phiếu đang rất ủng hộ. Cái thứ ba nữa là thêm một cái tiêu chí nữa mà chúng ta cần phải lưu ý là cái giá thép sắp tới nó sẽ tiếp tục tăng. À, lưu ý nha. Thứ tư nữa mà ví dụ như mà có những cái một lãnh đạo doanh nghiệp nào đó kêu là thời kỳ đen tối của ngành thép đã qua thì cổ phiếu lại tăng thì sao? À, vì thế chúng ta phải chờ xem những cái đó có hay không nha. Thêm một cái thông tin là chúng ta cần phải cân nhắc, đó là cái việc là những cái cổ phiếu thí dụ như Hòa Phát mà nó mở lại cái lò cao hay như thế nào đó, hoạt động full công suất rồi kiểu gì nhà đầu tư bu vào rất là nhiều. Và đó quan điểm mà là cái sóng thép nhịp này là anh chị không nên bỏ mà có nên có tham gia. Ví dụ như mình những video trước mình đã nói rất nhiều về nhóm thép, hôm nay mình cũng sẽ nói tiếp về nhóm thép và những cái điểm mua của cổ phiếu này cho anh chị nhà đầu tư, kể cả anh chị mua cao hơn mình một chút cũng được. Nhưng mà quan điểm sao bây giờ nó đã tăng rồi, không vậy đợi nó giảm cho anh chị mua chắc gì nó đã giảm đâu. Vì thế chúng ta phải lưu ý nếu anh chị nhà đầu tư chấp nhận mua giá cao thì anh chị làm sao? Anh chị phải phải đuổi thôi, đuổi để chúng ta ăn. Đó là những anh chị nhà đầu tư ưa thích cái khẩu vị nó mang tiếng hướng rủi ro một chút. Anh chị nhà Hoa Sen nè, nó đánh lình xình trong giai đoạn vừa rồi rủ xuống cả đi lên lên rất mạnh. Target của nó tiếp tục sẽ là vùng giá 24, không có gì lo ngại đối với những mã cổ phiếu này. Vì thế quan điểm mình là trong lúc này dòng tiền nó đang đầu cơ vào các cổ phiếu nhóm thép thì nó phù hợp cho anh chị nhà đầu tư mà chúng ta muốn ăn nhanh thắng nhanh. Đối với những mã cổ phiếu dạng này chúng ta mua đủ giá cao để chúng ta bán giá cao hơn. Thế thôi. À còn các cổ phiếu khác nó sẽ có những cái vận động riêng. Thì hôm nay mình nói về nhóm thép một chút để cho anh chị chúng ta lưu ý nhé. Quay lại cái yếu tố điểm mua của các cổ phiếu khác trong hệ thống này, hôm vừa rồi mình mua con MWG vùng 554 555. Con này thì khả năng là sắp ra iPhone 15 thì anh chị đánh theo cái nhịp này thôi. 55 năm này ở đây mình mua cổ phiếu đi lên đi nền tích lũy nè. Vol liên tục tăng giá trong giai đoạn này mà cứ nến xanh mà cái volume nó xanh á, mình đánh giá ok, ít nhất nó phải lên lại được 60. Thì những cổ phiếu dạng như MWG là mình đánh giá good. Ok, ra iPhone 15 thì lúc nào nó cũng sẽ có sóng như DG World nè, PET nè, hoặc là con gì ạ? FRT thì mình thích cái con MWG thì mình mua thôi. Anh chị nào chúng ta thích thì có thể tham gia cái vùng giá này cùng mình. Thêm phiên vừa rồi là mình anh nào muốn anh chị nào muốn thử sức bắt đáy thì có thể bắt đáy con vít vùng 594 595. Giờ con vít là phiên vừa rồi mình bắt đáy. Lý do bắt đáy thứ nhất đơn giản thôi anh chị, thứ nhất đây là một cây nổ volume rất là to. Thứ hai anh chị thấy là cổ phiếu nổ volume lớn rất là cao của cổ phiếu vít trong giai đoạn vừa qua. Nhưng mà nó chỉ giảm có 2,8% thôi. Thông thường mà những cái cây nổ như thế này nó phải giảm 5 6 7% thì nó không được đẹp lắm, nhưng mà quan điểm mình nha, theo yếu tố nhìn cung cầu của mình á thì ở đây anh chị thấy có một cái lực đỡ rất mạnh khi cổ phiếu giảm khoảng 3%, không cho giảm 5%, không cho giảm 7%, nó tạo ra một cái tâm lý là cổ phiếu anh chị phải bán ra ở dưới cầu nó đỡ 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 và khối lượng nó rất là lớn, và đặc biệt nó đục lũng một cái vùng hỗ trợ mạnh ở đây thì mình có thể vào mình bắt đáy được. Thì quan điểm mình thế thôi. Còn cổ phiếu này thứ nhất là giao dịch ở thời điểm hiện tại không có yếu tố kỹ thuật nào cho một cái điểm bắt hay là một cái điểm mua. Thứ hai là mình chỉ thấy con này chiết khấu từ cái vùng giá 76 về cái vùng giá 59 rất khoảng gần 20 giá là có thể lấy được, với một cái điểm ta có thể cược. Ví dụ chúng ta có lời trong giai đoạn vừa qua qua bắt cái con này mà đánh giá nếu mà cùng lắm á thì anh chị lộ khoảng 3%, nhưng nếu anh chị ăn có thể ăn được 2-3 cây trần. Lưu ý đó là con vít nha. Vì thế đây là những cái điểm anh chị có thể cược được. Còn thông thường mình không thích đánh những mã cổ phiếu này, nhưng mình đánh giá là đúng một cái cây một khối lượng lớn như thế này mà cái biên độ giảm của nó không được 5-7% á thì cho thấy cái lực đỡ giá không cho cổ phiếu rớt quá 3%, đó là cái yếu tố đỡ giá của tổ chức. Anh chị thấy là volume mà để rất cao, nó phải có một cái lượng nhà đầu tư cắt lỗ, bởi vì họ đi theo cái game con VFS là một nè. Thứ hai là cái câu chuyện mà cổ phiếu đánh nhanh trong giai đoạn này làm cho người ta rất là thích thú. Cái thứ ba là cứ nghĩ con này niêm yết sàn Mỹ là mua lấy mua để tới lúc những cái vùng này nó kéo xuống cho cắt hết. Đó không? Đạt lũng cái hỗ trợ đó là vác hàng ra bán lấy bán để bán lấy bán để, thì đây là một trong những cái nhịp đánh em Nam đánh giá có thể cược được đối với cổ phiếu VIP. Lưu ý nha. Cổ phiếu mình cũng có đánh giá cho anh chị nhà đầu tư nè. Phiên nay thị trường rất nỗ lực bởi nhóm thép đặc biệt Nam Kim.
đã rất cố gắng kéo thị trường nhưng mà các cổ phiếu trúc đề sâu như là con VIX và HM này. Thế mình đánh giá là con VIX là đang vào cái nhịp thủng 60 và vùng selling clean mark với cái volume khá to, cho thấy động lực cắt lỗ rất là nhiều vùng này nên chúng ta có thể bắt đáy, bởi vì có ai đó cắt và có người mua chứ, đúng không? Làm sao mà khối lượng nó cao thế được, và có 30 triệu cổ phiếu VIX hôm đó người ta vào mua quá trời. Đây không phải là sở trường của hệ thống, tuy nhiên cổ phiếu giảm gần 20 giá từ đỉnh thì có thể bắt được. Hàng về tính tiếp, cổ phiếu đang vận động bình thường thì mình cứ chờ đợi thôi, anh chị nghỉ ngơi của người ta tiếp tục. Đối với bên mình thì các cổ phiếu ở đây thì nó vẫn có cho những biên lợi nhuận rất tốt. Những cổ phiếu mình mới mua có động lực bị lỗ ở đây một chút, hoặc là qua lăn quanh 1-2% không phải là vấn đề. Ví dụ Nam Kim ở đây mình mua nhiều đang lời khoảng 13% này, VCI lời khoảng 3%, Techcombank thì lời khoảng 1%, MWG, DSS ở đây vẫn có lời nhưng mà vẫn chưa bán. Thì gần như cái phiên thứ sáu rồi là mình cũng không bán các cổ phiếu mà chủ động mua vào. Đối với hai mã là con Thế Giới Di Động và cái con VIX, nên đâm ra là anh chị cũng đã thấy là cái tỷ trọng danh mục của bên mình hiện tại cũng đang rất là cao chứ không phải là thấp, gần như là mình không bán hạ tỷ trọng trong cái phiên vừa rồi. Đặc biệt là mình đã có lời một số mã cổ phiếu nên nó sẵn sàng cho cover cái phần lỗ, mà đối với các cổ phiếu mà mình đang bị lỗ ngắn hạn, mà lỗ ngắn hạn 1-2% hoặc là dưới 1% nó không phải là vấn đề. Các cổ phiếu đó anh chị mua và chờ nó nổ trong những cái phiên tăng giá tiếp tục của thị trường trong giai đoạn sau, nó sẽ chuyển cái phần lỗ đó thành lời, là chúng ta lưu ý nha. Vì thế là ở đây thì đối với những mã cổ phiếu ví dụ như cái dòng chủ chốt của mình này thì mình cứ nắm giữ thôi, như BVS nắm này, FPT nắm, Gemini nắm, BSR nắm, MHB nắm, GAS nắm, VBank nắm, ACB nắm. Đối với các cổ phiếu này, ví dụ như anh chị ưa thích an toàn này, nó thật anh chị cứ mua ACB này. Đây là các cổ phiếu cho anh chị nhà đầu tư ưa thích an toàn. Tức là sao, anh chị mua anh chị để đó và anh chị đừng quan tâm cái yếu tố ngắn hạn. Bởi vì sao? Bởi vì cổ phiếu nó chỉ đang tích lũy. Mà mua tích lũy như thế này là an toàn cho anh chị nhà đầu tư, và nó bắt anh chị nhà đầu tư những con này đang chờ tiền. Mà đang chờ tiền á thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải chơi được cổ phiếu, chứ không phải chúng ta vào chúng ta mua ăn ngay. Nếu vào mua ăn ngay thua ngay thì anh chị đánh Nam Kim nè, anh chị đánh Hoa Sen nè, anh chị đánh CI nè, anh chị đánh NBB nè, những con này sang tuần khả năng bật tăng. Ví dụ CI nè có những cái câu chuyện rất hay, phim vừa rồi nó đạt một cái tích cung tại một cái nền này, kiểu như thứ hai nó cũng nổ. Ví dụ anh chị là thích á thì đánh CI và tuần sau ăn nhanh thắng nhanh tới cộng được. Vì thế là nếu anh chị nào là khách hàng của Nam á, anh chị nghe video này thì anh chị có thể tự mua CE. Còn quan điểm của mình, bởi vì mình đã bán những cái mã này rồi, ví dụ CE trên 23 mình bán, không phải là vì nó xấu, không phải là tiềm năng của nó xấu, nhưng mình đánh giá cái dòng thép tiềm năng lớn hơn, nên mình dành tiền đó mình chuyển qua mình mua con Nam Kim giá đâu đó khoảng 19 năm 20, thì bây giờ từ lúc mình chuyển cho mình là lãi được khoảng gần 10% rồi, đúng không? Thay vì mình cầm con CE thì mình chuyển con này mình lãi được gần được 10% với những cái điểm đó. Ví dụ như anh chị linh hoạt ngày mai có thể chốt lời cái con Nam Kim này qua mua lại con CE cho mình cũng được, không phải là vấn đề. Những cái con này sang tuần nó sẽ có những cái điểm bứt, chúng ta lưu ý nha. Rồi BOK này, thứ hai là những cái mã dầu khí, là những cái mã cổ phiếu anh chị có thể lưu ý vào tuần sau đối một cái nhịp mà cổ phiếu bứt lên, như BVD này, những con này cái vùng giá mà bứt lên 27 thì anh chị có thể lấy ăn nhanh thắng nhanh đối với những mã cổ phiếu này. BVS nè, BVT nè, đó những mã cổ phiếu nó ok. Thứ ba là những cổ phiếu mà dòng, những cổ phiếu mà dòng vận tải thôi, ví dụ Gemini nó không có điểm mua anh chị. HAH phiên vừa rồi tăng trần. Quan điểm của mình đợt trước đã phân tích cho anh chị nhà đầu tư ở nhóm á, là cái quý tư này xuất khẩu nó sẽ ok, mọi thứ nó sẽ ok trở lại. Vì thế là những cái con mà cảng biển này, những cái con vận tải này đều có xu hướng được hưởng lợi, nên chúng ta lưu ý nha. Vì thế bên mình nắm Gemini trong một cái danh mục chủ chốt là mua hai lần, một lần giá 58, một lần là vùng giá 60, nên là cái vùng giá 66 là 68 hay 70 thì cứ kệ nó. Khi nào nó tập đỉnh thì mình sẽ bán sau, còn lúc này nó chưa tập đỉnh có yếu tố này thì nó vẫn động bình thường. Ví dụ hôm vừa rồi anh chị thấy con Gemini mà nó nổ lên thì bản chất cây này là đã năm giá tổ chức người ta không đánh đâu, nhưng mà do nhà đầu tư cá nhân thấy con HAH tăng á, FOMO theo mua thôi. Nhưng mà những cổ phiếu này nó vẫn đi lên, nên là đâm ra nó gặp yếu tố chốt lời ngắn hạn, tức là tranh thủ những cái gì FOMO tổ chức người ta có xu hướng chốt, nên đâm ra những cổ phiếu này nó sẽ cân bằng và tích lũy lại quanh cái vùng này trước khi nó đánh mới. Vì thế có thể là trong giai đoạn tới nó sẽ đi ngang, mà đi ngang thì anh chỉ có nắm giữ, bởi vì cái giá vốn của mình đang rất là tốt ở ngay những cái vùng giá dưới ha. Đó là một trong số những cái tiêu chí của các cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Ví dụ những DSD đi, cổ phiếu đi lên nè, xong cây này nó điều chỉnh lại tạo nâu đi phần ba bình thường, anh chị có cái nắm thôi, cổ phiếu chưa xấu đâu. Thế nào lên được khoảng 13 năm ta chốt lời ra ha, có phiên vừa thì hôm sau là hàng về, đã áp lực ở đây một chút không phải là vấn đề, chấp nhận nắm thêm một chút nhá. Ví dụ nhóm chứng khoán anh chị thấy HSM này, những con này phiên vừa rồi tích lũy đi lên vẫn tăng, con này sang tuần bước được vùng giá 35 để nó lên vùng giá 36, có cái nắm giữ cổ phiếu là vẫn đang trên lên tốt, không phải là cái yếu tố vấn đề. Còn cái SSI này vẫn đang sideways đi lên, các cổ phiếu sideways đi lên thì phù hợp cho anh chị nắm giữ thôi. Ví dụ nó vượt 34 anh chị có thể đuổi, đánh một cái nhịp ăn nhanh thắng nhanh nha. Chúng ta có gì, chúng ta có VCI, những cổ phiếu này mình thấy đi lên này, tích lũy lại nền này, phiên tạo cái tích cung này, con này vượt 48 nó là cái điểm pivot tiếp theo cho anh chị nhà đầu tư cũng đánh đuổi. Vì thế là trong giai đoạn này anh chị đánh đuổi thôi, chứ làm gì có chờ những cái điểm tốt mà mua. Nếu mà anh chị phải mua mà an toàn thì có mua những con chưa tăng, hát đa băng này là những con chưa tăng tạo cái tích cung rất đẹp, khối lượng rất to, sang tuần mà nó nổ cái nó tạo ra một cái điểm pivot, nên là anh chị phải lưu ý những mã này.
ACB ok này, thì anh chị nhìn CTG, BIDV những con này đang điều chỉnh quanh cái vùng kháng cự thôi, tức là nó bứt kháng cự thì nó test lại bình thường. Vì thế là trong những cái thời điểm này thì chúng ta phải lưu ý những mã cổ phiếu dạng ví dụ như ngân hàng thì nó sẽ an toàn cho anh chị nhà đầu tư. Ví dụ quan điểm mình HD Bank ok này, MB ok này, MSB cũng ok. Những con này anh chị mua nắm để đó, khi nào đạt target là mình bán. Còn cái quá trình ở đây thì nó điều chỉnh tích lũy vượt đỉnh mà nó test lại cái vùng đỉnh trước, đó là cái yếu tố test cung cầu bình thường của cổ phiếu, chưa có cái yếu tố gì đó quá xấu nha. Chúng ta có STB này, những con này lên chỉnh bình thường. Anh chị có chúng ta cứ nắm giữ, chưa xuất hiện một cây bán tháo hoặc là chưa xuất hiện một cây khối lượng lớn giảm mạnh thì anh chị cứ nắm giữ. Ví dụ Techcombank, con này thiên phiên vừa rồi có yếu tố điều chỉnh quanh đây cũng là bình thường nha. Lên quanh vùng 36 có điểm test như thế này là bình thường, không xấu. Cái điểm này của cổ phiếu nó giống như con BBD mở gap đi lên, vì thế nó đang sideways up thì anh chị cứ giữ những cái điểm này, volume nó rất là thấp, điều chỉnh nó volume nhỏ trong quá trình đi lên là tốt, không phải là cái yếu tố xấu nha. Ta có VB này, những con này cân bằng quanh đây, nâu đi phần ba là cân bằng này, chờ đợi nó lên lại vùng giá 23. Con này chưa, anh chị cứ cầm đi, tiền Sumitomo về nó đang đánh, nó đang kéo thì anh chị cứ cầm, cổ phiếu chưa có những cái điểm gì đó quá xấu nha. Dòng chứng khoán thì gần như anh chị chỉ nên mua những con lớn như HCM này, anh chị mua gì VCI, anh chị mua VRD ok, SSI ok. Nhưng mà quan điểm là những con này anh chị nổ anh chị mới mua, anh chị mà không nổ anh chị chưa nên mua nha, bởi vì nó sẽ tích lũy ở đây, khi nào nó vượt 34 khối lượng khoảng cỡ 30 triệu cổ phiếu trở lên thì anh chị có thể lấy được. Đó một cái nhịp chạy tiếp theo của cổ phiếu, còn nếu nó không đạt tiêu chí đó thì anh chị nên chờ. Đối với cái nhóm chứng khoán, trừ khi anh chị có cái những cái mức giá nó tốt thì anh chị chúng ta nắm giữ thôi nhé. Dòng thép thì mình vẫn ưu tiên đối với những anh chị nào chúng ta đánh đầu cơ, đánh nhanh thắng nhanh thì cứ ưu tiên con này chạy nhanh cứ vào múc con đó, bởi vì dòng tiền FOMO những con nó rất cao. Anh chị vào anh chị một ăn hai thua, ok, đánh những cái con này mức độ rủi ro nó cao hơn, nhưng mức nào mức độ sinh lời nhanh nó cũng sẽ rất cao. Lưu ý nha, đó là các cổ phiếu dòng thép. Tiếp theo trụ thì mình đánh giá con BNG này ok nè, BNG ok nha, cổ phiếu đi lên là đây là pivot nè. Con này vượt 85 nó sẽ lên tiếp, nên là anh chị nào có chúng ta cứ giữ, đà tăng của nó sẽ lên đâu đó 90. Những cái điểm này cổ phiếu hấp thụ nhiều từ chút lời bình thường, không có gì xấu cả. Ta có VHM, con này đang về những cái vùng hỗ trợ tốt, anh chị chờ nó bật lại chung với cái con vít. Giảm nhiều quá rồi, chờ đợi một phiên tăng của cổ phiếu thôi. Ở đây thì anh chị bắt những cái con này á, thua cùng lắm 3% nhưng ăn có thể là 10 tới 12% nhá. Ta có Vinamilk này. Những con này mà tạo được các quay cầm này thì đẹp, còn không thì nó vùng 80 81 của nó vẫn là những cái vùng kháng cự. Nó đánh lên tiếp thì thôi. Còn nếu đi đúng kịch bản thì mình mua lại. Lưu ý đó là Vinamilk nha. Đầu tư công này chúng ta có CI, sang tuần con này chạy nè. Anh chị thích thì có thể đánh con này. Điểm pivot của nó là vùng 235. Vượt vùng này có thể mua được ha. Ta có hút nè, những con này lên chỉnh nó vẫn sẽ lên, nhưng mà anh chị đánh CI đi, CI ok hơn. Ta có VCG nè, phiên vừa rồi mà nó quay ngược lên như thế này là khá mạnh, nhưng mà volume nó vẫn chưa đạt nên nó phù hợp cho anh chị chúng ta nắm giữ hơn là anh cái việc mà anh chị ta mua mới. Cái dòng đầu tư công đánh CI nó rất là đẹp, anh chị thích ta có thể lấy nhá. Dầu khí thì mình nói rồi, cứ BVD nè, BVS nè, BVT nè, BR đánh, muốn mua thì cứ mua giá cao chờ bán giá cao, chứ còn những con này nó không có điểm mua an toàn. Anh chị phải lưu ý, bởi vì nó đã lên rồi, mà lên rồi thì xác suất anh chị đu vào lỡ may đu đỉnh thì anh chị phải xác nhận chúng ta sẽ lỗ 3-4%, ta cắt, nhưng chúng ta ăn ta sẽ ăn được 7-10% đối với các cổ phiếu đang lên. Nên những cổ phiếu như BR bên mình vẫn nắm chương kỳ bán đâu, vẫn nắm bình thường, vẫn cầm bình thường, không có gì chúng ta phải nhả cổ phiếu ra cả nhá. Dòng điện thì có BC1 là quá tốt rồi, nhưng mà vùng này là kháng cự trước, mà vùng này kháng cự trước thì quan điểm mình nó sẽ lình xình quanh cái vùng giá 30 thêm một khoảng thời gian tích lũy, một đó khoảng tuần đánh lên tiếp nó sẽ đẹp hơn. Còn nó dứt tóc mà lên vùng giá 35 này thôi coi như là không có điểm mua, bởi vì sao, bởi vì lúc này nó không tích lũy lại chúng ta mua được, biên độ trong ngắn hạn của nó là quá lớn, từ 25 mà lên tới 30 tăng khoảng cỡ 5 giá 20% trong khoảng 4 5 phiên là cực kỳ nhiều. Đó là những cái con BC1 là tích lũy lại thì ok, còn dòng tiền của nó là vào rồi nhưng mà tích lũy lại mới có điểm mua. Còn nếu mà anh chị đang cầm thì đang rất là ok rồi, mình đang chờ con này vào 28 để mua, nhưng mà nó không có thì thôi mình đảo hàng khác. Còn những anh chị nào chúng ta nắm được những con này là mạnh, tốt, anh chị cứ nắm giữ nha. Ghét nè, phim rồi bước tốt nè, những con này thì mình không đánh, mình đánh dòng thép nha. Cạn biển thì chúng ta có gì Zemandev, HAH, những con này là hàng đầu rồi, nó không có điểm mua đâu anh chị, nó chỉ phù hợp cho anh chị nắm giữ thôi chứ mua gì dùng này nữa, không mua dùng này nha. Phân đạm thì tăng cả dòng trong cái phiên vừa rồi là con này cũng tăng mạnh rồi thôi, phân tích gì nữa, những cái này sao phân tích, ai biết thông tin là nó sẽ cấm xuất khẩu, phân tích những cái cây này đang điều chỉnh bình thường, đang tạm cân bằng, phiên sau ra cái thông tin cái dựng lên đánh chân thì ai biết được, không thể biết được nha. Dòng vật liệu chúng ta có KSB này, những con này lên trên này quan điểm mình chỉnh cái rồi bứt cái vùng giá 32 nó sẽ là pivot, cái hình này vẽ rồi, lên trên này test lại cái vùng gap ở đây nè, nó có gap ở đây nó phải lấp,
Nó mà lắp cái gap ở đây rồi bứt lên của 1.32 nó mới tạo ra mẫu hình vai đầu vai ngược và tạo ra đây là cái điểm pivot với một cây khối lượng lớn. Tuy nhiên là những cổ phiếu này chúng ta sẽ chờ chờ đánh ở cái nhịp sau. Bất động sản nhịp này mình không mua, dù sell ra thông tin vân đồn này kia nhưng anh chị phải đánh giá cái thông tin đó nó chuẩn xác một chút nha. Ví dụ như phê duyệt vân đồn này kia nhưng mà phải đánh giá kỹ càng. Còn mình thì mình không đánh bất động sản nhịp này đứt này, mình đánh giá những con này đang tập cân bằng trên. Anh chị thấy những cổ phiếu nào nó bắt đầu nó chững lại và hấp thụ, những cổ phiếu nào ở thời điểm hiện tại không xấu vì khối lượng nó đang tích lũy lại, dẫn đến cái việc là thanh khoản nó thấp đi, cho nó đang thiếu đi một cái dòng tiền FOMO đầu cơ kéo lên. Nên thông thường những mã cổ phiếu bất động sản giai đoạn này là mình sẽ chờ một cái nhịp sau. Dù DSG đích cái đợt trước mình ăn vòng rồi, ví dụ mình mua cây này nè, bán quanh đây rồi, bán quanh cái vùng giá này nè, ăn vòng mua cây sàn này, anh chị nhớ cái cây đó bên mình bắt không? DSG mình bắt bán rồi, đúng không? Thế những cổ phiếu này thôi. Anh chị nào đánh thì cứ đánh, bởi vì bản chất những mã cổ phiếu nào mình đánh giá nó cần phải tích lũy lại. Còn các cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại không xấu. Ví dụ như còn Novaland thì nó vẫn lên nè. Anh chỉ có cái nắm thôi. Thanh khoản những con này là đầu cơ nó cao rồi. Nhà đầu tư cá nhân chơi nhiều, giao dịch nhiều ha. BR này vẫn tiếp tục đi lên này. Có xấu gì đâu, nó vẫn ok nha. Anh chị có ta nắm giữ khu nghiệp nhịp vừa rồi tăng ok nè, GVR tăng tốt nè, KBC nè, KBC đây là pivot nè, đây là mẫu hình vai hai đáy ngắn nè, có đáy sau thấp đáy trước nè, vượt qua cái đỉnh C này chính là cái điểm pivot và đây chính là cây pivot nè, lên trên này anh chị nắm thoải mái vấn đề gì cả. VGC cũng ok, đang từng bước đi lên, anh chị ta có ta có nắm giữ thôi nhá. Thủy sản dịch may nè, ta có TNG nè đang về cái đỉnh trước. Thông thường các cổ phiếu này về đỉnh trước thì nó phải tích lũy lại, bởi vì trong giao dịch trong giai đoạn này nó hơi lỏng, nhưng mà thanh khoản cái giai đoạn đang lên đó, cho thấy cũng có ai đó vào chơi cổ phiếu này. Chúng ta có chúng ta cứ giữ thôi. Thí dụ dòng này thì VHC này, những con này lên vùng giá 80 tích lũy lại, nó có gap này nó phải lấp nha. Thông thường nếu giao dịch như thế này nó sẽ lấp gap cái vùng giá khoảng 78, nhưng mà về dài hơi thì những con này vẫn ok. Lưu ý về dài hơi những mã này nó vẫn mạnh, lưu ý nhé. Bán lẻ thì khả năng ăn theo sóng iPhone 15 rồi, nên chúng ta có bán lẻ sẽ ok. Bên mình lấy MWG cho cái phim vừa rồi giá 55.5, kỳ vọng trước mắt đâu đó khoảng giá 60, ta cân nhắc số cái điểm như thế nhé. Ok, thì đó là một trong số những cái tiêu chí đầu tư của hệ thống, cũng như là cái yếu tố nhất định của thị trường ở thời điểm hiện tại, cũng như là hành động cho anh chị nhà đầu tư. Ví dụ anh chị nhớ là tóm tắt lại như thế này nè, đầu tiên là cái việc mà thị trường vẫn đang phân hóa, cái thứ hai đó là thông tin về Biden sẽ qua, nó sẽ có nhiều cái hợp đồng này kia. Thứ ba nữa là những anh chị nào nhà đầu tư mà chúng ta muốn đánh nhanh thắng nhanh thì lưu ý những cái dòng bắt đầu có mức độ mà đầu cơ đang cao, ví dụ như là dầu khí nè, thép nè, hoặc là đầu tư công ta có CI. Những anh chị an toàn nên lưu ý những cái con ngân hàng mua để đó, biên độ của nó lúc này nó không nhiều nữa, anh chị mua chúng ta có thể thấy sự an toàn, và vì nó có những cái điểm mua, những cái điểm mua nền, những cái điểm mua chờ nổ được. Còn những anh chị nào mà chúng ta nóng ruột thì nên đánh những cái con là ăn nhanh thắng nhanh, ví dụ Hòa Phát này, những con này mình đánh giá dưới 29 thì anh chị vẫn có thể mua được, lên cái vùng giá 31 đó là những cái điểm ăn nhanh thắng nhanh đối với những anh chị nhà đầu tư đánh thép. Quan điểm của mình là thép trong giai đoạn này đã đang thu hút được cái dòng tiền đầu cơ khá cao, nên chúng ta lưu ý một số cái điểm như thế ha. Ok, thì nếu anh chị nào mà chúng ta thấy phù hợp với tiêu chí đầu tư của hệ thống thì anh chị có thể liên hệ với các bé trợ lý của mình để các bé hướng dẫn cho anh chị vào nhóm trong giai đoạn sắp tới ha. Ok, thì cũng cảm ơn anh chị rất nhiều, chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, một sự tăng giá của thị trường vào ngày mai, và hẹn gặp lại anh chị vào video buổi sau.